Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về hòn đảo đông dân nhất ở trên thế giới. Đảo này thì không xa chúng ta, nằm ngay ở Đông Nam Á thôi, và nó thuộc về đất nước vạn đảo Indonesia. Những tên cướp biển từ hòn đảo này đã từng cướp phá Việt Nam. Cà phê từ hòn đảo này cực kỳ nổi tiếng toàn cầu vì sự hiếm và sự ngon. Và tên hòn đảo này cũng được đặt cho một ngôn ngữ lập trình phổ biến trên thế giới. Chào mừng đến với đảo Java. Với hơn 150 triệu người, Java là hòn đảo đông dân nhất trên thế giới và là một trong những vùng có mật độ dân số cao nhất trên toàn cầu. Java là nơi sinh sống của quá nửa cư dân đất nước Indonesia. Trên đảo Java, hơn 90% là những người Hồi giáo. Đảo này có diện tích xấp xỉ 140.000 km2, với chiều dài là 1.050 km và chiều rộng là 210 km. Sông dài nhất trên đảo Java là một con sông có cái tên rất đặc biệt, sông Solo, dài 600 km. Nếu mà tính về diện tích thì đảo Java chỉ là hòn đảo lớn thứ 13 ở trên hành tinh của chúng ta mà thôi, nhưng lại là nơi cư ngụ của hơn 150 triệu người. Đặc biệt, thủ đô Jakarta của Indonesia cũng nằm trên đảo Java, và thủ đô này thì nằm ở phía tây của đảo Java. Chính bởi thế nên phần lớn các sự kiện trong lịch sử của Indonesia đều diễn ra tại đảo Java. Hòn đảo là trung tâm của những đất nước trong lịch sử, từ những đất nước thuộc về Ấn Độ giáo, thuộc về Phật giáo, Hồi giáo hùng mạnh, cho đến trung tâm của Đông Ấn Hà Lan trong quá khứ. Nguồn gốc tên gọi Java đến bây giờ vẫn là một sự tranh cãi. Người Việt Nam ngày xưa thì gọi đảo này là đảo Trà Và, và người trên đảo Java được gọi là người Trà Và. Và nếu nói về đảo và người Trà Và trong quá khứ trong những tài liệu cổ, thì đó chính là đảo Java bây giờ. Đây là một hòn đảo hoàn toàn có nguồn gốc từ núi lửa. Tổng cộng 38 ngọn núi lửa đã tạo ra xương sống của hòn đảo. Núi lửa cao nhất tại đảo Java có độ cao là 3.676m so với mực nước biển. Và núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Java cũng là ngọn núi lửa mạnh nhất tại Indonesia, có độ cao gần 3.000m so với mực nước biển. Đảo Java có dân số đông nhất trên hành tinh, một phần là bởi nơi đây có Jakarta, thủ đô của Indonesia. Tính đến hết năm 2022, dân số của thủ đô Jakarta là 11 triệu người. Đây là một trong những thành phố lớn nhất của Đông Nam Á và là thành phố đông dân nằm trong top 30 trên thế giới. Thành phố này cũng có mật độ dân số rất cao, với 14.500 người trên mỗi km2. Con số này thì cao hơn khoảng 50% so với mật độ của thành phố New York và cao gấp hơn 3 lần mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi thành phố thì đều có biệt danh của mình. Tại sao lại liên tưởng với New York ở đây? Bởi vì New York thì có biệt danh là Big Apple, quả táo lớn. Còn Jakarta thì được gọi với biệt danh đó là quả sầu riêng lớn. Bởi vì nhiều người nước ngoài đến với thành phố Jakarta và đặc biệt ấn tượng với quả sầu riêng ở đây. Sầu riêng là một loại trái cây quen thuộc với người dân Đông Nam Á, nhưng với người phương Tây về hình dạng, về mùi, về vị của nó thì quả thật là một ấn tượng khó phai. Chính bởi thế nên những khách phương Tây đã đặt cho thành phố Jakarta một biệt danh thú vị đến như vậy. Jakarta là thủ đô của những tòa nhà chọc trời. Jakarta có gần 50 tòa nhà chọc trời, đó là những tòa nhà có độ cao từ 200m trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc đây là thành phố có số lượng các tòa nhà chọc trời nhiều nhất tại Đông Nam Á. Thậm chí số lượng tòa nhà chọc trời từ 200m trở lên của Jakarta còn nhiều hơn cả Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Và nơi đây cũng có thánh đường Hồi giáo lớn nhất tại Đông Nam Á. Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở Jakarta có diện tích hơn 100.000m2. Đây là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Đông Nam Á và là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ 6 trên thế giới nếu mà nói về sức chứa của các tín đồ, với sức chứa lên đến 120.000 người có thể cùng thực hành nghi lễ bên trong cùng một lúc. Điều này là có thể hiểu được bởi vì Indonesia là đất nước có số lượng tín đồ Hồi giáo đông đảo nhất trên hành tinh, với khoảng 230 triệu người theo đạo Hồi. Nhưng lại có một điều thú vị, hiến pháp của Indonesia không quy định đây là một quốc gia Hồi giáo. Dân số đông thì rất dễ tắc đường. Manila của Philippines, thành phố có mật độ dân số cao nhất trên hành tinh, tắc đường khủng khiếp. Và Jakarta của Indonesia thì tắc đường cũng không kém gì. Trung bình mỗi người dân sinh sống tại Jakarta, thủ đô của Indonesia, mất 10 năm tuổi thọ chỉ để chen lấn nhau trên những con đường kẹt cứng xe cộ. Jakarta là thành phố có tình trạng giao thông tắc nghẽn tồi tệ hàng đầu trên thế giới. Trung bình mỗi lái xe phải dừng đỗ trên đường 33.000 lần mỗi năm bởi vì tắc đường không di chuyển được phải dừng lại. Chính quyền Jakarta có nhiều những biện pháp khác nhau để giải quyết ùn tắc giao thông. Trong đó có việc áp dụng quy định lưu thông xe theo biển chẵn lẻ đối với ô tô trên một số tuyến đường, hay là tăng phí đỗ xe, hay là quy hoạch lại các điểm quay đầu xe.
Và đây có lẽ là một trong những lý do mà cái phương tiện xe hai bánh giúp di chuyển nhanh tương đối phổ biến tại Jakarta, và có một ứng dụng gọi xe cũng xuất phát từ Indonesia. Không biết là các bạn có biết không, mình không tiện nêu tên thương hiệu ở đây. Vì tắc đường nên Indonesia quyết định sẽ rời đô để mà giải quyết vấn đề này. Đông quá, chẳng còn cách nào khác thì buộc phải rời đô thôi. Bên cạnh đó, Jakarta đang ngày một lún xuống nên thường xuyên bị ngập lụt. Kế hoạch rời đô thì đã có rồi, thủ đô mới thì cũng đang xây. Và tên thủ đô mới của Indonesia đó là Nusantara. Nusantara trong tiếng Indonesia có nghĩa là quần đảo. Người ta chọn tên này bởi vì đây là một tên gọi nổi tiếng từ lâu, mang tính biểu tượng, dễ đọc, dễ nhớ, mô tả đầy đủ những đặc thù về mặt địa hình của Indonesia là một quần đảo. Thủ đô mới của Indonesia sẽ là trung tâm hành chính, trong khi Jakarta, thủ đô hiện tại, là nơi sinh sống của hơn 11 triệu người, vẫn sẽ là trung tâm kinh tế và tài chính của đất nước. Trên đảo Java không chỉ có nhà thờ Hồi giáo lớn nhất tại Đông Nam Á, mà nơi này còn có một công trình Phật giáo đặc biệt nổi tiếng. Công trình này có tên là Borobudur. Trước đây thì ở lịch sử của đảo Java, khoảng thế kỷ thứ 8, thế kỷ thứ 9, đảo Java đã từng được cai trị bởi một vương triều sùng đạo Phật. Và công trình mà chúng ta đang nhắc đến, Borobudur, thì được xây dựng trong giai đoạn này. Borobudur có nghĩa là đền thờ Phật ở trên ngọn núi. Và quần thể này gồm có nhiều tháp nhỏ xung quanh một tháp chính. Tháp chính thì cao 42m với 12 tầng tháp. Để leo lên được đỉnh tháp cao nhất thì phải trèo qua các bậc thang, đi qua những hành lang của 12 tầng tháp với chiều dài là hơn 5 cây số. Ngôi đền này là nơi thờ Đức Phật và cũng là một địa điểm hành hương cho các tín đồ Phật giáo tại Indonesia cũng như trên toàn thế giới. Hiện giờ nơi này cực kỳ nổi tiếng, nhưng nó đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài sau sự suy tàn của những vương quốc Phật giáo. Sau đó thì những người Ấn Độ giáo đã đến đây, những người Hồi giáo đã đến đây. Công trình đã chìm vào quên lãng cho đến tận đầu thế kỷ 19 khi những người Anh đã phát hiện ra nó. Và kể từ đó thì Borobudur đã trải qua nhiều đợt trùng tu. Và đây có thể nói chính là thắng cảnh hút khách nhất nằm trên đảo Java. Còn nói về đặc sản của đảo Java thì có cà phê. Đối với nhiều người phương Tây thì từ Java cũng đồng nghĩa với cà phê. Điều này xuất phát từ việc công ty Đông Ấn Hà Lan đã kiểm soát phần lớn nguồn cung cà phê toàn cầu từ thế kỷ 17. Và lúc đó thì họ trồng cà phê chính tại đảo Java. Cà phê từ Java, từ một số đảo khác của Indonesia đã được xuất ra toàn thế giới. Nổi tiếng trên đảo Java, đảo Sumatra của Indonesia đó là cà phê trồn, còn được gọi là Kopi Luwak, là một loại cà phê rất là đặc biệt, được gọi là cực phẩm trong giới cà phê, một loại đồ uống hiếm đắt đỏ trên thế giới. Hiện nay trên thế giới, Indonesia là quốc gia chuyên sản xuất cà phê trồn và sản lượng thu được hàng năm rất ít nên giá thành của nó đương nhiên rồi cũng chỉ dành cho giới thượng lưu mà thôi. Thế nhưng nguồn gốc ban đầu của cà phê trồn thì lại rất là bình dân. Chuyện kể rằng khi những người Hà Lan mang cà phê lên trồng trên đảo Java và những đảo khác tại Indonesia thì những nông phu trồng cà phê đã rất tò mò. Cà phê này có gì, cà phê này có ngon hay không? Nhưng mà giới chủ đồn điền thì cấm họ không được hái cà phê, không được uống cà phê. Thế là họ mới buộc phải nhặt những cái hạt cà phê được thải ra từ con trồn, cà phê từ chính phân của con trồn. Nhưng mà bất ngờ thay, cà phê này uống vào rất ngon, cực kỳ ngon, khiến giới chủ cũng cảm thấy tò mò. Những người chủ Hà Lan đã thử loại cà phê trồn này và thấy rằng nó còn ngon hơn chính cà phê hái từ cây cà phê bình thường. Thế là cà phê trồn đã trở thành một loại đặc sản của Indonesia và cứ thế nổi tiếng trên toàn cầu. Ngày nay trên thế giới thì người ta còn làm ra cà phê voi nữa. Cũng từ thương hiệu cà phê nổi tiếng của đảo Java mà những người sáng lập ra ngôn ngữ lập trình Java đã đặt tên cho ngôn ngữ này theo hòn đảo của Indonesia. Thực chất là khi họ đặt tên thì họ đặt tên ngôn ngữ này có nghĩa là ngôn ngữ cà phê, và cà phê lúc đó được hiểu là Java. Còn với người Việt Nam ta, đặc biệt là các cụ ở thế hệ xưa, thì chúng ta gọi Java là trà và. Nổi tiếng nhất không phải là cà phê, nổi tiếng nhất không phải là hòn đảo đông dân nhất thế giới, mà nổi tiếng nhất với các cụ ngày xưa là một ký ức kinh hoàng về hải tặc trà và. Trong các loại hải tặc hoành hành ở vùng biển Việt Nam thời trước, thì hải tặc trà và có thể nói là kinh hoàng nhất. Thực tế là lúc đó thì người Việt chưa phân biệt rõ về địa lý, chưa hiểu biết nhiều về địa lý, nên gọi chung tất cả những đảo ở phía Nam là Java, có nghĩa là từ Ấn Độ, từ Malaysia, từ Indonesia, cứ đi thuyền từ phía Nam đến thì các cụ ta đều gọi là Java, và thấy nước da sẫm một chút so với người Việt thì đều gọi là Java. Sự cướp bóc của hải tặc Java diễn ra liên tục với nhiều thủ đoạn tàn bạo, bao gồm cả cướp thuyền buôn, cướp trên đất liền và bắt cóc cả người dân Việt để bán làm nô lệ.
Thậm chí chúng còn chiếm cứ một số đảo, nhất là Côn Lôn của Côn Đảo, để làm sao huyệt lâu dài, kiểm soát con đường giao thương ở trên biển. Thế nên một thời chúng còn được gọi là hải tặc Côn Lôn. Triều Nguyễn đã phải tập trung binh thuyền để chấn áp hải tặc Trà Và trong suốt nhiều đời vua, nhưng vẫn không diệt trừ được hết. Chỉ từ giữa thế kỷ thứ 19 trở đi, khi mà lực lượng hải quân châu Âu hiện diện thường xuyên trong cuộc xâm lược Việt Nam, thì nạn hải tặc Trà Và mới bị chững lại và dần dần biến mất. Cũng liên quan đến sự hiểu lầm của người Việt Nam về những người đi thuyền từ phương Nam đến có nước da màu sẫm, gần giống với người Indonesia đều gọi là người Trà Và, thì ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Vũng Tàu có cầu Trà Và. Thời xưa ở thành phố Hồ Chí Minh thì vùng đó là phố chợ của người gốc Ấn Độ, chuyên buôn bán vải, nhưng người Việt Nam nhầm họ là người đến từ đảo Java, đảo Trà Và của Indonesia, nên gọi là khu của người Trà Và. Và cái cầu khu vực đó thì được gọi là cầu Trà Và. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về hòn đảo đông dân nhất ở trên hành tinh. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt từ bình luận viên Hải Thanh Story.